thầy mà thấy, được chưa nào? Rồi, cô sẽ hướng dẫn chúng ta giải đề 11, được chưa nào? Câu 1, mon là. Vậy mon là gì nhỉ? Vậy mon là gì? Bạn nào biết đưa tay lên nào, hả? Không nói leo nữa nào, ai biết nào? Rồi, cô mời bạn đăng, mời bạn Khoa nào. Bao nhiêu? Bao nhiêu cho đúng? 10 nhân 10 à? 10 nhân 10 à? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Mol là một lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc là phân tử của chất đó. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A. Được chưa? Ghi nhanh đáp án A vào trong vở đi con. Ghi cả đáp án vào đó nha, chứ không phải là ghi A không đâu hỉ. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ nhớ cho cô là gì? Mol là một lượng chất có chứa 6 nhân 10 mũ 23 nguyên tử hoặc phân tử chất đó, được chưa nào? Rồi, câu số 2. Thể tích mol của chất khí phụ thuộc vào. Vậy thể tích mol của chất khí sẽ phụ thuộc vào cái gì đây? Phụ thuộc vào cái gì nhỉ? Cô mời Hoàng My nào. Không đúng, không đúng. Ở đây chúng ta có hai điều kiện, điều kiện tiêu chuẩn và điều kiện thường. Đúng không? Điều kiện tiêu chuẩn có nghĩa là gì? Các chất khí được đo ở nhiệt độ 0 độ C, áp suất 1 atmosphere, đúng không? 1 atmosphere, được chưa nào? Còn ở điều kiện thường là gì? Chất khí sẽ được đo ở nhiệt độ 20 độ C, áp suất 1 atmosphere, được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Thể tích mol của chất khí sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của chất khí. Được chưa? Và chúng ta sẽ chọn đáp án A. Chú ý nha, đáp án A sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất của chất khí. Rồi, câu tiếp theo. Câu số 3. Rồi, chúng ta quan sát câu tiếp theo, câu số 3 nha. Cho phản ứng 2FeOH tất cả 3 lần cho ra A và H2O, được chưa nào? Vậy công thức hóa học của chất A là. Vậy ở đây chúng ta thấy phản ứng của chúng ta là gì? FeOH tất cả 3 lần, đúng không? Cho ra A cộng với lại nước. Vậy ở đây chúng ta thấy có mấy nguyên tử sắt nè. Cô có mấy nguyên tử sắt đây? Cô có 2 nguyên tử sắt. Nhưng phía sau này đã có sắt chưa? Chưa. Vậy có nghĩa là trong A nó sẽ có 2 nguyên tử sắt. Được chưa nào? Rồi, ở đây cô sẽ có 6 nguyên tử hydro, mà ở đây có 2 thì cô sẽ cân bằng ở đây là số mấy? Số 3. Được chưa? Để cho có đầy đủ 6 nguyên tử hydro, ở đây cô sẽ có 3 nguyên tử oxy, mà ở đây cô có tới 6 nguyên tử oxy. Vậy trong A, được chưa? Nó sẽ có thêm 3 nguyên tử oxy nữa. Vậy trong A có 2 nguyên tử sắt và 3 nguyên tử oxy. Vậy A sẽ là công thức gì đây con? Đúng rồi. Đó là Fe2O3. Chọn đáp án B. Hiểu chưa? Sao con? A là Fe2O3. Hai nguyên tử sắt, ba nguyên tử oxy thì đó là Fe2O3. Được chưa? Rồi, câu số 4. Thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn của 0,75 mol CO2 là. Vậy đề bài đã cho chúng ta số mol và hỏi chúng ta thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy thể tích của CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn được tính như thế nào nhỉ? Vậy nó sẽ là số mol của CO2 nhân 22,4. Vậy chúng ta sẽ ráp số vào thì nó sẽ là 0,75 nhân 22,4. Rồi bấm máy tính nào. Đúng rồi. Kết quả sẽ ra 16,8 lít
Hả? Được chưa? Chúng ta sẽ chọn đáp án D. Được chưa? Rồi câu số 5. Giải chất nào sau đây theo đúng hóa trị của nitơ lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn, đúng không? Dựa vào đâu? Dựa vào hóa trị. Được chưa nào? Hả? Dựa vào quy tắc hóa trị. Hả? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Nitơ của chúng ta hóa trị 1. Hả? Vậy chúng ta nhìn trong từng công thức. Công thức đầu tiên trong câu A là NO. Công thức đầu tiên trong câu A là NO. Vậy chúng ta học rồi, oxy hóa trị 2. Thì nitơ trong công thức NO sẽ có hóa trị mấy? Chính xác, hóa trị 2. Vậy câu A chúng ta loại. Được chưa nào? Rồi tiếp tục câu B. Công thức đầu tiên, bởi vì hóa trị nitơ của chúng ta là 1, 2, 3, 4, 5 mà ở đây là hóa trị 2 rồi. Loại theo lần lượt. Được chưa? Được chưa? Rồi câu B. Công thức đầu tiên ở câu B là NH3. Thì hydro của chúng ta hóa trị 1. Vậy nitơ trong công thức này sẽ là hóa trị mấy? Hả? Vậy nitơ trong công thức này là hóa trị 3. Vậy câu B như thế nào? Loại luôn. Hiểu chưa? Rồi tiếp tục câu C. Vậy câu C cũng như thế nào? Cũng giống như câu B. Đúng không? Loại luôn. Vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án gì? À, câu D. Được chưa? Câu D hả? Ghi vào vở. Chúng ta chú ý khi chọn trắc nghiệm nha, chứ không phải là cắm cổ vào tính hết đâu hệ. Được chưa? Có những khi chúng ta cần cẩn thận thì chúng ta lại không cẩn thận. À, vậy như thế này thì đem tính hết ra, sau đó lại chọn lại, mất thời gian. Được chưa? Vậy bằng cách chúng ta dùng phương pháp loại trừ thì chúng ta sẽ chọn nhanh được ha. Nha. Rồi. Xong chưa con? Qua câu tiếp theo được chưa? Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo. Câu số 6. Phương trình chữ khi đốt cháy magie trong không khí là? Phương trình chữ khi đốt cháy magie trong không khí. Vậy đốt magie trong không khí thì có nghĩa là magie sẽ cộng với ai nhỉ? Cô mời bạn Đạt nào. Cộng với ai Đạt ơi? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Magie khi đốt trong không khí thì có nghĩa là magie của chúng ta sẽ cộng với oxy. Được chưa? Vậy cộng với oxy thì nó sẽ thu được, chính xác, magie oxy. Hả? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án là câu A. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn đáp án A nha. Rồi tiếp tục câu số 7. Đốt cháy hết một lượng bột kẽm trong không khí sau khi bột kẽm phản ứng vừa hết với lượng oxy có trong không khí thì thu được 40,5 gram kẽm oxit ZnO, thể tích không khí ở điều kiện tiêu chuẩn trong bình lúc ban đầu là? Biết rằng oxy của chúng ta chiếm 1/5 thể tích không khí. Được chưa? Rồi câu số 7 tóm tắt vào trong vở. Được chưa? Hả? Không cần ghi đề, tóm tắt vào trong vở. Nếu như chúng ta tóm tắt thì không cần ghi đề nha. Vậy ở đây đề bài cho chúng ta là gì? Đốt cháy kẽm trong không khí. Vậy đốt cháy kẽm trong không khí có nghĩa là gì? Kẽm của chúng ta sẽ cộng với ai? À đúng rồi, cộng với oxy. Được chưa? Cho ra kẽm oxit có nghĩa là cho ra ZnO. Vậy khi chúng ta thấy có chữ đốt cháy, vậy đốt cháy thì cần có cái gì nữa nhỉ? Chính xác. Khi chúng ta thấy đốt cháy thì cần phải có nhiệt độ, và nhiệt độ thì sẽ là T độ. Được chưa? Và đây chính là phương trình hóa học của chúng ta.
Được chưa nào? Vậy khi chúng ta viết xong thì chúng ta phải làm gì? Cân bằng. Được chưa? Hả? Khi chúng ta viết xong thì chúng ta phải cân bằng. Vậy ở đây cô có hai nguyên tử oxy, ở đây có một nguyên tử oxy. Thì cô sẽ đặt hệ số mấy trước công thức nhỉ? À đúng rồi. Đặt số 2, hệ số 2 trước công thức. Ở đây cô có hai kẽm, ở đây cô có một thì cô sẽ đặt hệ số mấy? À hệ số 2. Được chưa nào? Rồi. Đề bài cho chúng ta khối lượng. Khối lượng của ZnO bằng 40,5 gram. Và đề bài đang hỏi chúng ta là thể tích không khí V không khí bằng bao nhiêu. Biết rằng V oxy bằng 1/5 V không khí. Vậy đề bài cho chúng ta khối lượng đúng không? Đề bài cho chúng ta khối lượng thì chúng ta phải suy ra cái gì nhỉ? Cô mời Gia Vi. À, chúng ta sẽ suy ra số mol của ZnO. Vậy số mol ZnO được tính như thế nào? Số mol ZnO được tính như thế nào nhờ? Cô mời Minh Khang. Đúng rồi, chúng ta sẽ lấy M nhỏ chia cho M lớn. Vậy ráp số vào nào. 40,5 chia cho bao nhiêu? Chia cho bao nhiêu nào Minh Khang ơi? Chia cho bao nhiêu con? Kẽm là 65, oxy là 16. Vậy ở đây sẽ là 81. Vậy 40,5 chia cho 81 bằng. À sẽ là bằng 0,5 mol. Vậy muốn tính được thể tích không khí thì cô phải có được thể tích của oxy. Đúng không? Mà muốn có được thể tích oxy thì cô phải có được gì của oxy nhỉ? Chính xác, cô phải có được số mol của oxy. Vậy dựa vào đâu để cô tìm số mol của oxy đây? Cô mời Mỹ Lệ nào. Đúng rồi, chúng ta theo phương trình hóa học phải tìm số mol của oxy dựa vào ai? Dựa vào số mol của ai? Của ZnO. Được chưa nào? Hả? Vậy theo phương trình hóa học, theo phương trình hóa học, số mol của oxy tỷ lệ bao nhiêu với số mol của ZnO nhờ? Ở đây oxy, trước mặt oxy là mấy? Trước mặt oxy là bao nhiêu? 1. ZnO 1/2 sẽ là số mol oxy bằng 1/2 số mol của ZnO. Vậy thay số vào 1/2 nhân 0,5 bằng 0,25 mol. Được chưa? Hả? Vậy từ đây chúng ta thấy là gì mà thể tích oxy bằng 1/5 thể tích không khí. Vậy cô sẽ suy ra thể tích không khí bằng mấy lần thể tích oxy? Cô mời bạn Châu Phúc Hiếu nào. Thể tích oxy bằng 1/5 thể tích không khí thì không khí sẽ bằng mấy lần oxy? Oxy bằng 1/5 không khí thì không khí bằng mấy oxy? Bằng 5 lần. Đúng không? Bằng 5 lần thì ở đây chúng ta suy ra là gì? Ở đây cô có, cô đã có số mol của oxy chưa? Hả? Được chưa nào? Vậy suy ra V không khí của chúng ta sẽ bằng 5 lần thể tích của oxy. Mà thể tích của oxy thì sẽ bằng gì? Ở điều kiện gì? Điều kiện tiêu chuẩn. Vậy điều kiện tiêu chuẩn thì có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ lấy số mol của oxy nhân cho bao nhiêu? 22,4. Rồi bấm máy tính ra bao nhiêu?
cô mời bạn thắng nào, ra kết quả bao nhiêu thắng ơi? Có bấm máy tính không? À, và ở đây kết quả sẽ là 28 lít. Được chưa? Và chúng ta sẽ chọn đáp án C, giải đàng hoàng và vỡ nha, chứ không phải là chọn không đâu nghe. Được chưa? Và ở đây chúng ta sẽ nhớ cho cô là gì? Oxy bằng 1/5 không khí thì có nghĩa là gì? Thể tích của không khí nó sẽ bằng 5 lần thể tích của oxy. Câu tiếp theo, câu số 8. Câu số 8 nha. Rồi, câu số 8 nào. 5Cl2 có nghĩa là gì? 5Cl2 có nghĩa là gì nhỉ? Cô mời bằng Việt Anh nào. 5Cl2 có nghĩa là gì? À đúng rồi. Ở đây chúng ta thấy là gì? Hả? Số 5. Vậy số 5 ở đây là gì? Là hệ số. Đúng không? Số 2 ở đây là gì? Là chỉ số dưới châm. Vậy chỉ số, vậy cái công thức nào? Hả? Ở đây chúng ta thấy có số 2 dưới chân. Vậy đây là gì? Đây là phân tử. Được chưa? Khi nào mà có chỉ số dưới chân, nó là phân tử. Vậy ở đây có nghĩa là gì? 5 phân tử clo. Được chưa? Vậy câu 8 chúng ta sẽ chọn đáp án C. Rồi câu 9. Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau, đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất thì, vậy thì nó sẽ có cùng cái gì nhỉ? Cô mời Gia Vi. Có cùng số mol, đúng không? Nó sẽ có cùng số mol và nó có cùng số phân tử. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Câu D. Được chưa nào? Rồi, có cùng số mol và số phân tử nha. Ở đây nó bị lỗi chữ nha. Được chưa? Rồi, ghi nhanh vào vở đi con. Câu 9. Được chưa? Nếu hai chất khí khác nhau mà có thể tích bằng nhau thì có nghĩa là nó có cùng số mol. Mà cùng số mol thì nó sẽ có cùng số phân tử. Được chưa nào? Rồi, tiếp theo. À, câu số 10. Phản ứng hóa học là... Chứ sao mà? Viết nhanh nha, cô không chờ đâu nha. Viết nhanh lên. Tập trung vừa nghe vừa viết. Như Bình ơi, sao con cứ tắt cam mãi đến Như Bình nhờ? Bình ơi, bạn đi đâu rồi nhờ? Rồi, câu tiếp theo. Câu số 10. Phản ứng hóa học là... Quá dễ, phản ứng hóa học là gì đây? Cô mời bạn Vân nào. Đúng rồi, phản ứng hóa học là quá trình biến đổi chất này thành chất khác. Quá đơn giản đúng không? Chúng ta sẽ chọn đáp án A, được chưa? Rồi, câu số 11. Rồi, câu số 11. Cho một lá nhôm nặng 1,08 gram vào dung dịch axit sulfuric H2SO4, thu được nhôm sunfat Al2SO4 tất cả 3 lần và khí hydro. Khối lượng nhôm sunfat thu được là... Vậy đầu tiên chúng ta sẽ xác định cho cô đâu là chất tham gia, đâu là sản phẩm nào. Cô mời Phi Long. Là gì? Trên bảng nó có sẵn kìa. À, con biết rồi, chất tham gia, nhưng mà axit sulfuric là gì? Có công thức trên bảng kìa. À, H2SO4, được chưa nào? Vậy sản phẩm là gì đây Bảo Bảo? Bảo Bảo ơi, sản phẩm là gì? Rồi, vài câu 11. Được chưa? Câu 11 chúng ta sẽ viết phương trình hóa học. Cô mời bạn Nguyễn Hiếu nào. Đọc cho cô phương trình hóa học nào. Không, cái gì đã? Cái gì đã? Phương trình hóa học của chúng ta là...
Alo cộng H2 XO4 cho ra. Al2 XO4 tất cả 3 lần. Rồi cộng cho H2. Vậy sau khi chúng ta viết xong thì chúng ta phải cân bằng. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Ở đây cô có 3 nhóm XO4, ở đây cô chỉ có một thôi. Thì chúng ta sẽ đặt hệ số 3 trước công thức H2XO4. Được chưa? Chúng ta có 6 hydro, 6 nguyên tử hydro. Phía sau cô có 2 nguyên tử hydro thì cô sẽ đặt số 3. 2 nguyên tử nhôm. Ở đây có 1 thì cô sẽ đặt số 2. Vậy hệ số của chúng ta sẽ là 2 3 1 3. Được chưa nào? Rồi đề bài cho chúng ta là gì? Khối lượng của nhôm là bằng 1,08 gram. Và đề bài đang hỏi chúng ta là gì? Khối lượng của Al2 XO4 tất cả 3 lần bằng bao nhiêu? Vậy khi đề bài cho chúng ta khối lượng thì chúng ta sẽ chuyển khối lượng này thành gì? Cô mời bạn Vinh nào. Hoàng Vinh. Vinh ơi. Vậy đề bài cho khối lượng thì chúng ta sẽ chuyển khối lượng thành gì? Lấy M nhỏ chia cho M lớn. Đúng rồi. Vậy sẽ là 1,08 chia cho 27 bằng bao nhiêu nhỉ? Rồi máy tính nào. 1,08 chia cho 27 bao nhiêu Vân ơi? Vậy đáp án của chúng ta là 0,04 mol. 0,04 mol. Vậy muốn có được khối lượng của Al2XO4 tất cả 3 lần thì cô phải có số mol. Vậy muốn có số mol thì chúng ta sẽ theo phương trình. Được chưa nào? Theo phương trình hóa học. Được chưa? Số mol của Al2XO4 tất cả 3 lần dựa vào số mol của nhôm. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Al2XO4 tất cả 3 lần của chúng ta hệ số là số mấy? Trước mặt nó là hệ số mấy con? Nó sẽ là 1 chia cho trước mặt của nhôm là số mấy? Số 2. Vậy số 2 có nghĩa là gì? Tỷ lệ 1/2. Vậy số mol của Al2XO4 tất cả 3 lần bằng 1/2 số mol của nhôm. Vậy nó sẽ bằng 1/2 nhân 0,04. Vậy sẽ bằng 0,02 mol. Được chưa? Vậy sau khi chúng ta có số mol xong, chúng ta sẽ suy ra khối lượng. Vậy khối lượng của Al2XO4 tất cả 3 lần sẽ bằng số mol nhân M lớn. Vậy sẽ bằng 0,02 nhân cho M lớn của Al2XO4 tất cả 3 lần bằng 27 nhân 2 cộng mở ngoặc ra 32 cộng 16 nhân 4 tất cả nhân 3 bằng bao nhiêu đây? Cô mời Châu Phúc Hiếu nào. M lớn của Al2XO4 tất cả 3 lần bằng bao nhiêu? Ở đây chúng ta thấy là gì hả? Khối lượng mol của Al2XO4 tất cả 3 lần thì nó sẽ bằng nhôm của chúng ta là 27 nhân 2 cộng cho mở ngoặc lưu huỳnh là 32 cộng oxy là 16 nhân 4 tất cả nhân cho 3. Và kết quả ở đây nó sẽ ra 342 gram trên mol. Rồi. Được chưa? Không, ta chú ý nha. Vậy cái này phải làm tốc độ với làm chậm như thế này là 45 phút chúng ta không kịp làm đâu nha con. Tính cái này phải tính tốc độ chứ không tính chậm quá là không kịp đâu. Rồi tiếp tục. Được chưa nào?
Câu tiếp theo, câu số 12. Đốt cháy hết lưu huỳnh trong bình đựng khí oxy, thu được 13,5 gram lưu huỳnh dioxide. Biết khối lượng của lưu huỳnh đã tham gia phản ứng. Khối lượng của lưu huỳnh đã tham gia phản ứng là bao nhiêu? Biết tỷ lệ khối lượng của lưu huỳnh và oxy là 2:1. Vậy ở đây đề bài cho chúng ta cái gì nhỉ? Hả? Đề bài cho chúng ta là gì? Đốt cái gì đây con? Đốt cháy lưu huỳnh trong bình đựng khí oxy. Vậy phương trình hóa học của chúng ta sẽ là S cộng O2 nhiệt độ cho ra SO2. Được chưa nào? Và đề bài cho chúng ta khối lượng của SO2 bằng 13,5 gram. Khối lượng của lưu huỳnh chia cho khối lượng của oxy. Khối lượng oxy tham gia phản ứng bằng 2:1. Và đề bài đang hỏi chúng ta là khối lượng của lưu huỳnh bằng bao nhiêu. Vậy ở đây chúng ta phải tính như thế nào nhỉ? Cô mời Phúc Hiếu nào. Vậy không? Không. Vậy đề bài cho chúng ta là gì? Khối lượng của lưu huỳnh chia cho khối lượng của oxy bằng 2:1. Vậy cô suy ra khối lượng của lưu huỳnh bằng mấy khối lượng oxy? Nhân ngược lên nào. 2:1 bằng mấy? 2 nhân cho khối lượng của ai? Oxy. Vậy ở đây chúng ta có khối lượng lưu huỳnh bằng 2 khối lượng oxy. Mà ở đây chúng ta có mấy chất? 3 chất. Biết khối lượng của ai rồi? SO2. Đúng không? Thì chúng ta sẽ theo định luật bảo toàn khối lượng ta có. Vậy theo định luật bảo toàn khối lượng cô có được điều gì nhỉ? Cô mời bạn Quỳnh Anh. Đúng rồi. Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có khối lượng của lưu huỳnh, đúng không? MS cộng cho MO2 bằng MSO2. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ thay xuống. Chúng ta có khối lượng của lưu huỳnh bằng 2 khối lượng oxy. Được chưa? Vậy lưu huỳnh ở đây cô sẽ thay thành 2 khối lượng oxy cộng cho khối lượng của oxy bằng khối lượng của SO2. Vậy 2 khối lượng oxy cộng cho 1 khối lượng oxy thì chúng ta sẽ có gì? 3 khối lượng của oxy bằng khối lượng của SO2 bằng 13,5. Vậy từ đây cô sẽ suy ra gì? Khối lượng của oxy sẽ bằng 13,5 chia cho 3. Vậy 13,5 chia cho 3 bấm máy tính bằng bao nhiêu? Nhìn đây. Bởi vì từ từ dừng lại để lắng nghe nè. Bởi vì khối lượng của lưu huỳnh bằng 2 khối lượng oxy, được chưa? Vậy cô sẽ thay xuống đây, cô nói rồi, cô sẽ thay xuống đây nè. Được chưa? Lắng nghe giảng đã chưa gì, cắm cổ vào viết rồi. Hả? Sao con? Bạn đang hỏi gì á? Được không Quốc Bình ơi? Vậy từ từ nghe cô giảng lại nè. Theo định luật bảo toàn khối lượng là ta có khối lượng của lưu huỳnh cộng khối lượng oxy bằng khối lượng của SO2 chưa? Vậy ở đây cô thay vào nè. Cô sẽ thay khối lượng của lưu huỳnh ha. Được chưa? Đây. Thay khối lượng của lưu huỳnh bằng 2 khối lượng oxy đây. Còn thằng này thì hạ xuống đây. Đây hạ xuống. Vậy 2 cộng cho 1 thì bằng 3. 3 và chúng ta thay số vào nè. SO2 của chúng ta là 13,5. Được chưa? Được không? Vậy ở đây khối lượng oxy của chúng ta là bằng 4,5 gram. Nhưng mà đề bài đang hỏi chúng ta là khối lượng của ai? Đề bài đang hỏi chúng ta là khối lượng của ai? Lưu huỳnh. Mà lưu huỳnh thì bằng mấy lần khối lượng oxy?
2 lần. Vậy từ đây cô suy ra khối lượng của lưu huỳnh sẽ bằng 2 nhân cho 4,5 bằng bao nhiêu? 9 gram. Vậy 9 gram thì chúng ta sẽ chọn đáp án gì? Đáp án A. Được chưa? Hiểu cách làm chưa? Hiểu cách làm không? Phải hiểu cách làm thì chúng ta mới làm lại được. Được không? Đạt ơi, ngồi ở nơi nào rồi con? Con ngồi ở nơi nào rồi? Đó, bẻ lại cái cam xuống nào. Xong chưa? Xóa nha. Xong chưa? Ai xong rồi đưa tay lên nào. Ai hiểu? Ai hiểu chỗ này? Ai hiểu cách làm chỗ này? Chỗ nào không hiểu thì hỏi nào. Vậy khi nào vậy khi nào mà đề bài cho chúng ta tỷ lệ khối lượng như thế này mà hỏi khối lượng của thằng nào đó thì chúng ta sẽ theo định luật bảo toàn khối lượng để làm. Được chưa? Theo định luật bảo toàn khối lượng nha, chú ý nha. Còn nếu như đề bài không cho khối lượng này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Tính số mol. Đúng không? Tính số mol. Suy ra số mol của thằng Lưu Huỳnh rồi suy ra khối lượng. Đơn giản vậy thôi ha. Nhưng mà đề bài cho tỷ lệ thì chúng ta phải dựa vào định luật bảo toàn khối lượng để tính. Rồi. Ta qua câu tiếp theo. Rồi được chưa? Chúng ta đi qua câu tiếp theo nha. Rồi câu số 13. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lý? Được chưa? Vậy chúng ta phải nhớ là gì? Hiện tượng vật lý là hiện tượng chất biến đổi, đúng không? Nhưng nó vẫn giữ nguyên là chất ban đầu, có nghĩa là nó không tạo ra chất gì mới, thì người ta gọi là hiện tượng vật lý. Vậy trong 4 đáp án của chúng ta, đâu là hiện tượng vật lý nhỉ? Cô mời Gia Vi nào. Đâu là hiện tượng vật lý? Rồi, câu B là gì? Hòa tan muối vào trong nước. Câu C, đinh sắt để trong không khí bị gỉ. Câu D, thức ăn để trong không khí bị ôi thiêu. Hả? Rồi, được chưa? Hả? Và chúng ta xem lại, chọn lại đáp án cho cô nào. Và chúng ta chọn lại đáp án cho cô nào. Vậy đâu là hiện tượng vật lý nhỉ? Chúng ta chọn lại đáp án cho cô nào. Vậy đâu là hiện tượng vật lý nhỉ? Cô mời Nguyễn Hiếu nào. À đúng rồi. Vậy hiện tượng vật lý của chúng ta sẽ là câu B, hòa tan muối vào trong nước. Được chưa? Vậy khi chúng ta cho khí carbonic vào trong nước đựng dung dịch, vào trong dung dịch đựng nước vô trong á, vào trong dung dịch nước vô trong á, thì nó sẽ tạo ra cái tủa, đúng không? Làm cho nước vô trong của chúng ta bị đục, được chưa nào? Hả? Rồi câu C, đinh sắt để trong không khí bị gỉ. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Gỉ là sắt, nó đã tạo ra một cái chất mới rồi, được chưa nào? Rồi câu D, thức ăn để trong không khí bị ôi thiêu. Vậy khi chúng ta thấy là ôi thiêu thì nó có mùi rất là khó chịu, đúng không? Có nghĩa là nó đã có chất mới ha. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu B. Được chưa? Chúng ta ghi đáp án vào trong vở cho cô nha. Được chưa nào? Vậy hiện tượng vật lý của chúng ta sẽ là câu B, hòa tan muối vào trong nước ha. Rồi, nhớ chú ý cho cô nha. Câu A là khí carbonic vào trong bình đựng dung dịch nước vô trong thì nó sẽ làm cho nước vô trong của chúng ta bị vẩn đục, được chưa nào? Nó là hiện tượng hóa học. Câu C là gì? Đinh sắt để trong không khí bị gỉ. Vậy gỉ đó là hiện tượng hóa học. Thức ăn để trong không khí bị ôi thiêu ha. Vậy có mùi khó chịu. Vậy có nghĩa là nó đã sinh ra chất mới ha. Rồi, ghi xong câu B vào trong vở chưa con? À rồi, chúng ta đi qua câu tiếp theo nha. Rồi, câu số 14. Hả? À, được chưa? Rồi, trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? Vậy ngược lại với hiện tượng vật lý, thì hiện tượng hóa học là hiện tượng chất biến đổi có tạo ra chất mới, được chưa nào? Có chất mới sinh ra. Vậy ở đây chúng ta nhìn trong 4 đáp án nào.
Chúng ta sẽ chọn câu nào đây? Cô mời bạn Xuân Hiếu nào. À, vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Câu C, khi nung nóng canxi carbonat chuyển thành canxi oxit và carbon dioxit. Đúng không? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Hả? Có tạo ra chất mới dựa vào cái từ gì? Chuyển thành. Được chưa? Vậy đáp án của chúng ta là câu C. Nha, ghi nhanh câu C vào vở nha con. Rồi, được chưa nào? Câu số 15. Hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4 là? Quá dễ. Cô mời Minh Khang nào. Hóa trị của Fe trong công thức này là bao nhiêu con? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? FeSO4. Vậy chúng ta có SO4 này là hóa trị 2. Được chưa? Vậy chúng ta sẽ gọi hóa trị này là A. Vậy theo quy tắc hóa trị thì ta có A nhân 1 sẽ bằng gì? 2 nhân 1. Vậy từ đây chúng ta suy ra A của chúng ta sẽ bằng 2. Vậy hóa trị của sắt trong công thức này là bằng 2. À, rất là đúng, chọn câu C. Được chưa nào? Rồi, tiếp tục nào, câu 16. Cho tỷ khối của khí A đối với B là 2,125. Tỷ khối của B đối với khí oxy là 0,5. Tính khối lượng mol của khí A. Tính khối lượng mol của khí A. Rồi, cô mời Quốc Bình nào. Câu 16. Đúng rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ có tỷ khối của A, đúng không? Tỷ khối của khí A so với khí B, có nghĩa là D của A chia B bằng 2,125. Đúng rồi. Chính xác. Chúng ta có tỷ khối của D của B chia cho O2 bằng 0,5. Vậy từ đây cô sẽ suy ra khối lượng mol của khí B sẽ bằng gì? 0,5 nhân khối lượng mol của oxy. Vậy sẽ bằng 0,5 nhân 16 nhân 2. Vậy khối lượng mol của khí B sẽ bằng 16 gram trên mol. Mà chúng ta có tỷ khối của khí A so với khí B, đúng không? Bằng 2,125. Vậy từ đây cô suy ra khối lượng mol của khí A sẽ bằng 9 xác. Chúng ta sẽ lấy khối lượng mol của khí B nhân cho cái tỷ khối, được chưa nào? Vậy sẽ là 16 nhân cho 2,125 bằng 34. Và khi chúng ta bấm máy tính thì kết quả nó sẽ ra 34 gram trên mol. Và chúng ta sẽ chọn đáp án B. Được chưa? Chọn đáp án B. Được không Hoàng Duy ơi? À, chú ý nha. Chúng ta sẽ làm từ dưới này làm lên trên. Được chưa nào? Bởi vì từ tỷ khối của B so với oxy chúng ta tìm ra được khối lượng mol của B. Được chưa? Vậy sau khi có khối lượng mol của B chúng ta mới tính được khối lượng mol của A. Nha. Kịp không lớp ơi? Rồi. Xong 16 chưa? Rồi. Chúng ta qua câu tiếp theo, câu 17. Cho khí hydro đi qua bột sắt 2 oxit nung nóng theo sơ đồ phản ứng sau, H2 cộng cho Fe2O3 cho ra H2O cộng cho Fe. Nếu phản ứng thu được 5,6 gam sắt thì thể tích khí hydro tham gia phản ứng là bao nhiêu ở điều kiện tiêu chuẩn? Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Chúng ta có phương trình, đúng không? Vậy bài của chúng ta sẽ tính theo phương trình hóa học. Được chưa? Vậy trước khi chúng ta tính thì chúng ta phải xem phương trình của chúng ta đã cân bằng chưa. Ở đây nó đã cân bằng chưa con? Cân bằng chưa nhờ? Cô mời Bảo Bảo nào. Vậy ở đây chúng ta thấy có mấy nguyên tử oxy? 3 nguyên tử oxy. Ở đây cô có mấy nguyên tử oxy? 1, thì chúng ta sẽ đặt hệ số 3 trước công thức H2O. Bao nhiêu nguyên tử hydro? 6. Ở đây có mấy nguyên tử hydro?
2, chúng ta sẽ đặt hệ số 3. Bao nhiêu nguyên tử sắt? Ở đây có mấy? Chúng ta sẽ đặt hệ số 2, được chưa? Vậy hệ số của chúng ta sẽ là 2. À, chúng ta sẽ là 3, 1, 3, 2, được chưa nào? Vậy ở đây người ta nói là gì? Nung nóng, vậy chú ý có chữ T đồ nữa nha. Rồi, nếu phản ứng thu được khối lượng của sắt là bằng 5,6 gram, và đề bài đang hỏi chúng ta là số đang hỏi chúng ta là gì, thể tích của hydro là bao nhiêu ở điều kiện tiêu chuẩn. Vậy đề bài cho chúng ta khối lượng, chúng ta sẽ chuyển khối lượng này thành số mol. Vậy số mol của Fe được tính như thế nào nhỉ? Cô mời bạn Hoàng Duy nào. Số mol của Fe được tính như thế nào? Chính xác. Và số mol của Fe bằng M nhỏ của Fe chia cho M lớn của Fe. Vậy nó sẽ bằng 5,6 chia cho 56, và ở đây sẽ bằng 0,1 mol. Được chưa nào? Muốn tính được thể tích của hydro thì cô sẽ có được gì? Phải tính được số mol của hydro, đúng không? Vậy chúng ta sẽ dựa vào phương trình theo phương trình hóa học, số mol của hydro chia cho cái thằng đã biết là cái thằng Fe, được chưa nào? Bằng hydro của chúng ta là 3, Fe của chúng ta là 2. Vậy từ đây chúng ta suy ra số mol hydro sẽ bằng 3/2 số mol của Fe. Vậy sẽ bằng 3/2 nhân 0,1 và sẽ bằng 0,15 mol. Được chưa? Vậy sau khi chúng ta có số mol, chúng ta sẽ suy ra thể tích của hydro ở điều kiện tiêu chuẩn sẽ bằng số mol hydro nhân cho 22,4. Vậy sẽ bằng 0,15 nhân 22,4, và kết quả bằng bao nhiêu đây? Bao nhiêu nhỉ? Máy tính đâu? Vậy ở đây chúng ta bấm máy tính ra 3,36 lít. Và ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án D. Được chưa? Chọn đáp án D nhá. Hả? Thế hả? Rồi cô lại ăn gian rồi. Rồi. Nhá. Rồi 18. Rồi, hợp chất có phân tử khối là 213. Cái câu này ha. Cái câu 18 này nó bị lỗi nha. Vậy ở đây chúng ta chưa có cái hợp chất nào ha. Và ở đây chúng ta không thể nào suy ra được giá trị của x, được chưa nào? Nha, câu 18 này nó bị lỗi nha. Được chưa? Rồi. Câu 18 ta không làm, được chưa nào? Rồi câu 19. Một hỗn hợp A gồm có 0,2 mol khí SO2, 0,5 mol khí CO, khối lượng hỗn hợp khí A là. Được chưa? Vậy đề bài đang cho chúng ta là gì? Câu 19. Câu 19, đề bài cho chúng ta là gì? Số mol của SO2 là bằng 0,2 mol. Số mol của CO là bằng 0,5 mol. SO2 con. Được chưa? Và đề bài đang hỏi chúng ta là khối lượng hỗn hợp khí A. Vậy khối lượng hỗn hợp khí A có nghĩa là chúng ta sẽ đi tính khối lượng của khí SO2 và khối lượng của khí CO. Được chưa? Tính tổng khối lượng của hai khí này. Mà chúng ta đã có số mol chưa? Đã có số mol chưa? Vậy khối lượng thì sẽ bằng gì? Số mol nhân cho khối lượng mol. Được chưa? Vậy khối lượng của SO2 sẽ bằng số mol SO2 nhân cho khối lượng mol SO2 cộng cho số mol của CO nhân cho khối lượng mol của CO. Vậy ở đây sẽ bằng 0,2 nhân cho khối lượng mol của SO2 sẽ bằng 32 cộng 16 nhân 2 thì sẽ bằng 64.
cộng cho số mol của CO là 0,5 nhân cho khối lượng mol của CO là 12 cộng 16 thì nó sẽ bằng 28. Vậy bấm máy tính nào ra bao nhiêu? Máy tính nào ra bao nhiêu? Hả? Vậy kết quả của chúng ta sẽ là 26,8 gram, rất là tốt. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án B, được chưa nào? Đáp án B. Thế có cái gì khó không con? Hả? Có cái gì khó không? Nhưng mà chúng đòi hỏi chúng ta phải cố gắng làm thật nhanh, chúng ta mới kịp. Có làm cà rề vừa làm vừa rung đùi vừa ngắm mây là coi như không kịp giờ đâu nha. Được chưa? Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo. Rồi, qua câu tiếp theo, câu 20. Được chưa? Cho sơ đồ phản ứng sau, Fe2O3 cộng H2SO4 cho ra FeXSO4Y cộng H2O. Và đề bài đang hỏi chúng ta là tổng hệ số của phương trình phản ứng là. Được chưa? Vậy câu 20. Hả? Fe2O3 cộng cho H2SO4 cho ra FeXSO4Y cộng cho H2O. Vậy ở đây x của chúng ta bằng bao nhiêu và y của chúng ta bằng bao nhiêu nhỉ? X của chúng ta bằng bao nhiêu? Cô mời bằng khoa nào. Vì sao không biết x bằng 2? Đúng rồi. Ở đây chúng ta thấy trong công thức FeXSO4Y thì SO4 này có hóa trị là 2. Vậy hóa trị là 2 thì chỉ số ở đây sẽ là số 2. Vậy y của chúng ta bằng bao nhiêu? Y chính là hóa trị của sắt, mà sắt ở đây chúng ta thấy sắt ở đây là hóa trị 3. Do đó y của chúng ta bằng 3. Được chưa? Hả? À? Sao con? Comfort 23. Được chưa? À, comfort là có nghĩa là gram và sắt là hóa trị 23, được chưa nào? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Fe2O3 thì oxy của chúng ta hóa trị 2. Được chưa? Ở đây chỉ số của oxy là số 3, có nghĩa là sắt của chúng ta hóa trị 3. Được chưa? Vậy sắt hóa trị 3 thì ở đây sắt hóa trị 3 thì y của chúng ta sẽ là số 3, x của chúng ta sẽ là số 2. Được chưa? Rồi cô sẽ thay luôn vào. Rồi chúng ta thay luôn vào, sau đó chúng ta sẽ cân bằng, được chưa nào? Rồi nó sẽ là Fe2SO4 tất cả 3 lần. Vậy chúng ta sẽ cân bằng, sau đó chúng ta sẽ cộng lại, được chưa nào? Vậy ở đây cô sẽ có 3 nhóm SO4. Ở đây có một nhóm thì cô sẽ đặt hệ số 3. Ở đây cô có 6 nguyên tử hydro. Ở đây cô chỉ có 2 thì chúng ta sẽ đặt hệ số 3. Vậy hệ số cân bằng của chúng ta sẽ là gì? 1 3 1 3. Vậy ở đây chúng ta sẽ cộng lại. Vậy cộng tất cả cái hệ số này lại, vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án bằng bao nhiêu? À, bằng 8. Bằng 8, được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C. Được chưa? Bằng 8. À, chú ý nha. Khi đề bài nói chúng ta là tổng thì chúng ta sẽ cộng hết lại. Được chưa nào? Rồi. À, chúng ta qua câu 21. Cho sơ đồ phản ứng sau, C4H10 cộng oxy, hả? Cho ra CO2 cộng H2O. Hệ số của các chất trong phương trình lần lượt là. Được chưa nào? Rồi, câu 21. C4H10 cộng cho O2. Được chưa nào? Nhiệt độ cho ra CO2 cộng H2O. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? CXHI, đúng không?
dạng cân bằng CXHI thì thứ tự cân bằng của chúng ta sẽ là gì? Hydro đến carbon, sau đó đến oxy. Được chưa? Vậy ở đây cô có 10 nguyên tử hydro. Ở đây cô có 2 thì chúng ta sẽ đặt hệ số 5. Ở đây cô có 4 nguyên tử carbon. Ở đây cô chỉ có 1, cô sẽ đặt hệ số 4. Vậy ở đây chúng ta có gì? 8 nguyên tử oxy cộng cho 5 nguyên tử oxy bằng 13. Vậy ở đây cô sẽ có 2 thì nó sẽ là gì? 13/2. Cân bằng theo phân số. Được chưa? Vậy muốn mất con số 2 này hả? Muốn mất con số 2 này bằng cách chúng ta sẽ nhân lên. Nhân cho số 2 cho tất cả các hệ số. Vậy nó sẽ là gì? 2 x 1 bằng 2. 13 phần 2 nhân cho 2 thì nó sẽ còn lại 13. 2 x 4 bằng 8. 2 x 5 bằng 10. Vậy hệ số của các chất của chúng ta sẽ là 2, 13, 8, 10. Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A. Được chưa? Chúng ta sẽ chọn đáp án A, được không nào? Rồi, tiếp tục. Câu 22. Cho sơ đồ phản ứng. Câu 22. Cho sơ đồ phản ứng NaOH cộng cho H3PO4 cho ra Na3PO4 cộng cho H2O. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Ở đây cô có 3 nguyên tử natri, đúng không? Được chưa? Mà ở đây cô chỉ có 1 thôi thì chúng ta sẽ đặt hệ số 3. Ở đây cô có 3 hydro cộng cho 3 hydro nữa là 6. Mà phía sau này cô chỉ có 2 thôi thì cô sẽ đặt hệ số 3. Vậy hệ số cân bằng sẽ là gì? 2 sẽ là gì? 3, 1, 1, 3. Vậy tổng hệ số của phương trình phản ứng là bao nhiêu? Bao nhiêu đây? À, là bằng 8. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C. Rồi, câu số 23. Được chưa nào? Hả? Câu số 23. Trong công thức hóa học thì quy tắc hóa trị được phát biểu như sau. Vậy quy tắc hóa trị được phát biểu như thế nào nhỉ? Cô mời bạn Quỳnh Anh nào. À, đơn giản đúng không? Quy tắc hóa trị được phát biểu là gì? Trong công thức hóa học, tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích của chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án A. Được không? À rồi. Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo, câu 24. Trong các chất sau, đâu là hợp chất? Được chưa? Vậy chúng ta nhớ là gì? Hợp chất là những chất được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên. Đúng không? Vậy đâu là hợp chất nhỉ? Cô mời bạn Đạt nào. À đúng rồi, đó chính là câu C. Bởi vì sao? Bởi vì kẽm do một nguyên tố kẽm, phốt pho đỏ do nguyên tố phốt pho tạo nên, khí hydro do gì? Do hai nguyên tố hydro tạo nên là sai rồi, đúng không? Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Khí ammoniac là do nguyên tố nitơ và hydro tạo nên. Vậy đây chính là hợp chất, được chưa? Rồi, câu 25. Khối lượng tính bằng gam của một nguyên tử carbon là 1,9926 nhân 10 mũ trừ 23 gam. Vậy khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri là? Vậy đề bài đang hỏi chúng ta là gì? Khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri. Vậy natri là bao nhiêu nhỉ? Natri của chúng ta là bao nhiêu đơn vị carbon nhỉ? Đúng rồi, natri của chúng ta là nguyên tử khối là 23 đơn vị carbon. Mà một đơn vị carbon thì bằng bao nhiêu gam? Một đơn vị carbon thì nó sẽ bằng 1/12 khối lượng của carbon. Vậy nó sẽ bằng gì? 1/12 nhân cho 1,9926 nhân 10 mũ trừ 23.
thì nó sẽ bằng 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 gram. Được chưa? Vậy khối lượng của natri sẽ bằng 23 nhân cho 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 sẽ bằng, máy tính nào, 23 nhân cho 1,6605 nhân 10 mũ trừ 24 bằng bao nhiêu đây? À đúng rồi, vậy ở đây kết quả sẽ là 3,81915 nhân 10 mũ trừ 23 gam. Hả? Vậy chúng ta sẽ chọn đáp án B. Được chưa? Rồi, câu 26. Cho 2,4 gam magie tác dụng với dung dịch axit clohydric, thu được magie clorua MgCl2 và khí hydro, đốt toàn bộ lượng khí hydro thu được ở trong không khí. Được chưa nào? Thể tích oxy cần dùng. Vậy ở đây chúng ta thấy là gì? Đầu tiên, đầu tiên người ta sẽ cho 2,4 gam magie tác dụng với axit clohydric. Vậy phương trình hóa học của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Mg cộng cho HCl sẽ cho ra thu được magie clorua. Vậy magie clorua có nghĩa là gì? MgCl2 cộng cho khí hydro H2. Vậy chúng ta sẽ cân bằng là số 2, 2HCl. Được chưa nào? Sau đó người ta sẽ đốt toàn bộ hydro của chúng ta trong không khí. Vậy có nghĩa là gì? Hydro của chúng ta sẽ cộng cho ai nhỉ? Hydro của chúng ta sẽ cộng cho oxy, chính xác. Oxy. Nhiệt độ cho ra nước. Được chưa nào? Rồi sau đó chúng ta sẽ cân bằng 2, 1, 2. Được chưa? Đề bài cho chúng ta khối lượng của Mg bằng 2,4 gam. Và đề bài đang hỏi chúng ta là gì? Thể tích oxy ở điều kiện tiêu chuẩn bằng bao nhiêu? Mà muốn có thể tích oxy thì cô phải có cái gì? Số mol của oxy. Đúng không? Mà có số mol oxy thì dựa vào ai? Dựa vào phương trình số 2. Được chưa? Ở phương trình số 2 này, dựa vào số mol của hydro. Mà muốn có được hydro thì chúng ta sẽ có được cái gì? Số mol hydro phương trình mấy? Phương trình 1. Được chưa? Từ đâu? Từ Mg. Vậy đề bài đã cho chúng ta Mg chưa? Cho khối lượng chưa? Thì chúng ta sẽ suy ra số mol. Và số mol của Mg sẽ bằng M nhỏ chia cho M lớn. Vậy nó sẽ bằng 2,4 chia cho 24 bằng 0,1 mol. Được chưa? Được không nào? Vậy từ phương trình 1, ở đây chúng ta có hai phương trình. Vậy từ phương trình 1 thì chúng ta có số mol hydro tỷ lệ 1:1. Vậy 1:1 có nghĩa là sẽ bằng số mol của Mg và bằng 0,1 mol. Vậy đốt cháy hydro, vậy đốt cháy toàn bộ hydro có nghĩa là đốt cháy hết bao nhiêu? 0,1 mol. Được chưa? Vậy chúng ta có số mol hydro ở đây là 0,1 thì số mol hydro ở phương trình 2 của chúng ta cũng là 0,1. Được không? Được không? Giống như bố mẹ cho chúng ta một cái quả quả táo chẳng hạn. Chúng ta cầm quả táo để chúng ta ăn. Đúng không? Vậy bố mẹ cho một quả thì chúng ta chỉ có mấy quả thôi? Một quả. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Vậy ở đây nó chỉ sinh ra 0,1 thì có phải là con sẽ lấy 0,1 ở đây con đem đi con đốt không? Vậy đốt thì cộng với ai? Cộng với oxy. Vậy ở đây chúng ta có gì? Số mol của hydro ở phương trình 1 sẽ bằng số mol hydro ở phương trình 2 và nó sẽ bằng 0,1 mol. Vậy trong phương trình 2 của chúng ta đã có số mol hydro thì tiếp theo chúng ta sẽ suy ra số mol của oxy. Được chưa? Vậy bây giờ từ phương trình 2 vậy số mol của oxy tỷ lệ như thế nào với số mol hydro ở phương trình 2 nhỉ? Tỷ lệ mấy?
Một máy. Một, hai. Oxy trước. Oxy trước chứ không phải là hydro trước mà hai một. Oxy trước có nghĩa là gì? Một chia hai có nghĩa là gì? Một phần hai. Được chưa? Vậy nó sẽ bằng 1 phần 2 nhân 0,1 bằng 0,05 mol. Vậy sau khi chúng ta có số mol, chúng ta sẽ suy ra thể tích của oxy ở điều kiện tiêu chuẩn thì sẽ bằng số mol của oxy nhân 22,4. Vậy sẽ bằng 0,05 nhân 22,4. Vậy ở đây kết quả của chúng ta sẽ là 1,12 lít. Được chưa? Vậy ở đây chúng ta sẽ chọn câu C. Được chưa? Chọn đáp án C nha. Được chưa? Bài này có tới hai phương trình. Khi chúng ta làm, ta phải chú ý đọc cho kỹ đề và tính toán nhanh hơn một tí nha. Được chưa? Làm nhanh vào vở nha. Và câu 26 cũng là câu cuối cùng kết thúc đề 11. Được chưa? Chúng ta chú ý. Kết quả của chúng ta là 1,12 lít. Câu C.